Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động thành phố nha. Ngày hôm nay thì em sẽ lên nhanh thêm một cái video giới thiệu thêm một số dòng sản phẩm hiện tại đang có tại cửa hàng của em nhé. Đầu tiên em xin phép 1 phút để nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em cho những khách hàng mới có thể biết thêm được hình thức mua bán bên em để tiện trao đổi nha. Bên em là cửa hàng di động thành phố chuyên điện thoại giá rẻ và link phụ kiện. Facebook cũng như trên nền tảng YouTube thì quý khách hàng có thể gọi tên cửa hàng em để tìm kiếm được những cái video cũng như là những chương trình báo giá máy hàng ngày nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971172105. Bên em làm việc thì từ 7:30 sáng đến 8:30 tối. Trong thời gian làm việc, quý khách hàng cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại để gặp trực tiếp em nha. Số điện thoại này bên em có sử dụng Zalo và Zalo thì em chỉ trả lời tin nhắn thôi. Zalo thì em không nhận cuộc gọi bên Zalo nha. Tất cả các đơn hàng hiện tại ở đây thì bên em đều có gửi hàng toàn quốc hết. Quý khách hàng ở bất kỳ tỉnh thành nào bên em cũng đều có thể gửi hàng được. Và thời gian mà cái đợt cây bão này nè, những cái đợt bão này thì có thể chậm hơn bình thường 1 đến 2 ngày nha mọi người nha. Tùy vào size gần thì em cũng sẽ nhắm cái thời gian. Nói chung là sẽ gửi hàng nhanh nhất có thể nha. Trước khi thanh toán thì mình sẽ được khui hàng kiểm tra trước thoải mái. Và ở đây để tránh những cái trường hợp bom hàng cho những cái đơn hàng gửi đi xa thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000, sau đó bên em sẽ gửi hàng đi nha. Tiền cọc thì em sẽ trừ vào trong tiền máy. Còn nếu như quý khách hàng tin tưởng chuyển khoản trước thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển hoàn toàn nha. Phí vận chuyển bên em thì chỉ đồng giá là 40.000 thôi, còn lại tất cả em sẽ phụ hết. Quý khách hàng sẽ được khui hàng kiểm tra trước thoải mái nha. Thì cái hình thức mua bán bên em á thì em cũng có để trong phần mô tả video, thì mình cũng có thể tham khảo lại trong phần mô tả video giúp em. Và bây giờ cũng không làm mất thời gian của quý khách hàng, mình sẽ vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay nha. Sản phẩm đầu tiên mà em muốn đến thanh lý cho quý khách hàng đó là một cái lô Samsung Galaxy S9 Plus nha mọi người nha. Trên tay em đây hiện tại đang có hai cái S9 Plus phiên bản thanh lý. Những con này hiện tại em thanh lý cho quý khách hàng chỉ có 3,1 triệu thôi. Tức là nó sẽ rẻ hơn bình thường gần 1 triệu đồng cho bản 128GB, mà đặc biệt hai con này nó không phải là 128GB nữa mà nó là 256GB nha mọi người nha. Thường thường á, là bên em sẽ có bản RAM 6 bộ nhớ 128 thì rơi vào khoảng tầm 3,8 triệu, 3,9 triệu vậy cho hàng zin đẹp ấy. Còn những con này thì hiện tại bên em đang bán là chỉ có 3,1 triệu thôi. Đấy, 3,8 triệu, 3,9 triệu cho hàng xinh đẹp nha. Còn những con này thì hiện tại em chỉ bán là chỉ có 3,1 triệu thôi, tức là rẻ hơn bình thường lên đến là khoảng tầm 1 triệu đồng. Rẻ hơn khoảng tầm 1 triệu đồng nhưng mà bộ nhớ của nó thì nó sẽ cao hơn. Bộ nhớ những con này lên đến là 256GB nha mọi người nha. Nó là bản hàng. Dòng này sẽ là phiên bản hàng và bộ nhớ sẽ được là 256GB nè. Đấy. RAM thì sẽ là RAM 6GB và bộ nhớ 256GB, màn là màn zin sáng đẹp nha. Hai con này mà tại sao mà nó có mức giá thanh lý mà trong khi là cái màn của nó là màn đẹp như vậy, là tại vì dòng này là nó có trầy xước nha. Quý khách hàng sẽ coi những cái chân sạc nè, nó sẽ có trầy xước nha. Hai con này là khung cái hình thức bên ngoài thì nó có trầy xước nha, nó không cứng móp ha nhưng mà nó trầy xước. Cái hình thức bên ngoài thì có trầy xước. Dòng này em bán ra em có tặng kèm ốp lưng để mình che đi những cái điểm trừ này nha, hoặc là mình về mình dán dây can lên đấy. Còn lại chức năng em sẽ vẫn sẽ bao full chế độ bảo hành, vẫn sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi nha. Tất tần tật luôn thì nó đều là bản RAM 6GB, bộ nhớ 256GB. Chức năng này kia nọ thì em bao full hết nha. Đây, chức năng cầm trước cầm sau em bao full hết. Thực chất thì cái dòng này nó chỉ có 2 cây thôi cho em mới thanh lý là 3,1 triệu nha. 3,1 triệu là đã có đầy đủ phụ kiện rồi. Quý khách hàng không lấy phụ kiện bên em còn trừ ra thêm đó là 150.000 nữa nha. Tức là phụ kiện sẽ gồm có ốp lưng, dán màng cũng như là kèm theo là một bộ cốc cáp sạc nhanh nha. Đây, cầm trước cầm sau hoạt động đẹp hết nha mọi người nha. Đó là Samsung Galaxy S9 Plus nha mọi người nha. Máy màu đen, đây là phiên bản hàng. Những con này thì nó đều là lên sẵn 2 SIM cho mình luôn nha mọi người nha. Tất tần tật đều lên sẵn 2 SIM và bộ nhớ đều giống nhau cả, 256GB nha. Đây, lên sẵn 2 SIM rồi nha. Samsung Galaxy S9 Plus nha mọi người nha. Thực chất thì chỉ có 2 cây thôi. Tiếp đến nữa thì cũng là cái dòng giá rẻ. Ở đây em sẽ có được 2 cây XS Max độ nha mọi người nha. Dòng này là dòng độ vỏ ha. Đây là hai cái XS Max độ vỏ. Thực chất là cái độ vỏ này á, là lý do là bên em lên sẵn cho khách hàng đặt thì bên em mới lên vỏ thôi. Nhưng mà cuối cùng là khách hàng kiểu như là người ta bỏ cọc á, người ta không không lấy hàng, người ta đổi đi qua cái dòng khác, thành ra là con này thợ của em, kỹ thuật của em lên trong vòng gần 2 ngày mới được 2 cây, tại vì không có đủ thời gian để làm liên tục đó mọi người. Đấy. Máy thì vẫn sẽ bao nguyên zin và full chức năng nha mọi người nha. Con này là hàng mình độ vỏ thôi. Từ iPhone XS Max mình độ lên iPhone 14 Pro Max nha mọi người nha. Dạo này thì mình độ vỏ iPhone 14 Pro Max. Tất tần tật chức năng ok hết nha mọi người nha. Đấy, chức năng ok hết. Tất cả đều là mã Mỹ nha mọi người nha. Đấy, mã thì tất cả đều là mã Mỹ, iOS là iOS 16 và 17 nha mọi người nha. Ở đây thực chất là mình độ lên chỉ có được có 2 cây thôi. Đấy. Độ lên chỉ có 2 cây thôi nha. Bộ nhớ 64GB, sử dụng cho mình là 2 SIM máy quốc tế chuẩn nha mọi người nha. Dòng này thì mình về mình muốn tự cập nhật lên bao nhiêu thì mình cập nhật thôi.
Tại vì mặc định ở đây thì em chỉ chạy kiểu như là mình chạy lên cho bên tải ứng dụng thôi. Bên em sẽ chạy lên nó khoảng tầm iOS 16 hoặc là iOS 17 thôi. Còn thì hiện tại những cái bản cập nhật cao nhất của nó thì nó sẽ lên được là 17.7 nha mọi người. Nếu như mình cập nhật cái phiên bản cao nhất của nó sẽ được là 17.7. Đây, mình muốn về thì mình cập nhật lên thôi. Hoặc là nâng lên iOS 18 gì đó. Nhưng mà 18 hình như là nghe nói nó đang có nó chưa có được hoàn chỉnh lắm, cho nên là khuyến khích khách hàng được lên 18 nha. Pin những con này em sẽ bao cho mình là trên 80% nha mọi người, pin trên 80% hết, thật chất là pin trên 80 hết nha mọi người nha. Chức năng đầy cái nọ là đầy đủ, màn zin sáng đẹp nha, không lưu không ám, true tone này kia nọ là đầy đủ nha mọi người nha. Đây true tone đầy đủ hết nha. Đấy. Face ID này kia nọ nói là full, tất tần tật chức năng hết. Máy là máy quốc tế chuẩn, không dính bất kỳ một tài khoản nào luôn. Chế độ bảo hành vẫn sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nha. iPhone XS Max đồ vỏ iPhone 14 Pro Max nha, màu tím nha mọi người nha. Đấy. Hàng đồ vỏ. Phụ kiện bán ra thì sẽ gồm có là cốc cáp sạc, một chiếc cường lực nha mọi người. Dòng này thì hiện tại ốp lưng của 14 Pro Max thì em đang hết rồi. Ốp lưng của dòng này em đang hết nha. Đấy, cho nên là em sẽ tặng kèm nó là cường lực. Cường lực thì chắc chắn là cường lực bây giờ tặng sẽ là cường lực nano cho cái mặt trước và cũng như là một bộ cốc cáp sạc nha. Full chức năng nha mọi người nha, iPhone XS Max full chức năng nha. Đấy. Đấy, cầm trước cầm sau hoạt động đẹp hết, nói chung là nó như hàng xin thôi. Với mức giá thì hiện tại bên em đang bán là chỉ có 5.900.000 thôi, tức là nó sẽ ngang ngửa với một con máy zin như thế này. Ở đây XS Max mà hàng zin chưa đổ vỏ bên em vẫn có nha, và mức giá thì nó cũng như vậy thôi, nó cũng chỉ là 5.900.000 thôi. Em sẽ có mã màu đen và mã màu trắng nè. Đấy, nó cũng là 5.900.000 thôi nha mọi người nha. Nhưng mà đây là vỏ zin, còn những con này là vỏ độ, tức là mình đổ vỏ lên chỉ cho nó đẹp thôi, chứ còn chức năng thì nó vẫn vậy thôi. Đấy, không khác gì nhau cả nha. Đồ vỏ lên 14 Pro Max nha mọi người nha. Đồng giá với nhau là 5 triệu 9. Một dòng sản phẩm nữa thì ở đây em sẽ còn sót được một cây Oppo A56 5G phiên bản hộp xanh nha mọi người nha. A56 thì sẽ có hai mã. Mã quốc tế thì sẽ là hộp trắng nha mọi người nha. Mã quốc tế thì trong hộp nó sẽ không có cái tai nghe. Còn mã này là mã trong nước, mã này là hàng kiểu như là hàng trôi bảo hành. Thì bên em còn được một cây một màu xanh thôi. Phụ kiện thì nó sẽ gồm có cốc cáp sạc tai nghe nha mọi người nha. Bên trong này sẽ gồm có ốp lưng và cường lực. Cường lực thì khi gửi đi thì có thể em sẽ dán sẵn cho quý khách hàng luôn nha. Đấy, lưng và cường lực nó chỉ là phụ kiện thì nó là đầy đủ nha. Còn đây thì sẽ là máy nè. Máy đây là Oppo A56 5G nha mọi người nha. Hàng này là hàng xin đẹp luôn. Máy thì thật chất là nó cam kết sẽ là gờ hàng gần như mới. Hàng này nó chỉ là trôi bảo hành thôi, rồi về đây kiểu như là bên em sẽ tự kích hoạt. Đấy, bên em sẽ tự kích hoạt và cập nhật sẵn cho mình. Bản này bên em thì sẽ là phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128GB, với mức giá hiện tại bên em đang bán ra sẽ là 2.300.000 nha. Và đặc biệt ở đây thì em chỉ còn có đúng một cây máy màu xanh thôi. Dòng này thì cấu hình nó cũng khá là ổn nha mọi người nha. Màn hình của con này sẽ được là 6.5 inch nè. Cảm biến vân tay thì tích hợp vào trong nút nguồn luôn nha. Cảm biến vân tay tích hợp vào trong nút nguồn. Nó sẽ sử dụng cho mình là cái góc bo tròn nha, cho mình cầm nắm cảm giác thì nó cũng khá là ok luôn. Nói chung là nó khá là tiện. Camera sau này nó sẽ có in cái logo 5G lên cao khung camera luôn nha mọi nha. In logo 5G. Dòng này chỉ sử dụng là cho mình là con chip Dimensity 700 5G, sử dụng là hai SIM. Những cái nền tảng game từ trung bình khá thì nó vẫn có thể chiến được nha. Cảm biến vân tay tích hợp vào trong nút nguồn nè. Đấy. Pin của con này pin của nó sẽ được lên đến là 5.000 luôn nha mọi người nha. Chúng ta sẽ test luôn cái camera sơ sơ bộ của nó nè. Camera trước thì nó cực kỳ sáng rõ rồi. Còn đây là mức hiển thị của camera sau nè. Đấy. Camera sau nha. Khá là rõ nét luôn. Về một vài cái thông số bên trong thì nó hiển thị gần như là đầy đủ ở trong cái phần giới thiệu điện thoại luôn. Nó sẽ gọi là trên thiết bị Oppo A56 5G nè, bộ nhớ 128GB, bộ xử lý là Dimensity 700 5G. RAM thì sẽ là RAM 6 cộng 5 luôn nha, tương đương là RAM 11. Android 12 sử dụng cho mình là hai SIM. Đặc biệt là con này pin thì khá là ấn tượng, pin được 5.000 nha, với mức giá thì chỉ có 2.300.000 thôi. Máy thì nó sẽ cam kết là gần như là hàng mới luôn nha mọi người nha, gần như hàng mới luôn, cho mình cứ yên tâm mà sử dụng nha. Tiếp đến nữa thì mình sẽ về với một số cái dòng hàng thanh lý tiếp, thì đa số thì ngày hôm nay sẽ là hàng thanh lý thôi. Ở đây em sẽ có một cây iPhone 7G, 7G bản 32GB hàng thanh lý, cây này em bán ra chỉ có 1.100.000 thôi nha mọi người nha. Cây này tại sao nó mất giá iPhone 7 mà nó rẻ như vậy, thì tại vì cây này cái vỏ nó hơi bị xước nha mọi người nha. Đây cái vỏ nó hơi xấu ha. Đấy. Mình sẽ thấy cái vỏ nó hơi xấu nha. Nói chung là xước góc này cái nọ và xước cái khung camera nè. Đấy, xước nè. Cây này em bán là chỉ có 1.100.000 là mấy trần. Còn nếu quý khách hàng lấy thêm ốp lưng cũng như là bộ cốc cáp sạc thì hỗ trợ giúp em là 100.000 nha. iPhone 7G nha. Máy thì em sẽ bao cho mình là màn zin sáng đẹp luôn nha. Coi này là màn zin sáng đẹp luôn nha mọi người nha. Đấy. Màn zin sáng đẹp luôn hết nha.
Pin này, pin là thay pin thay mới 100%, pin này là pin bên em thay và pin này bên em sẽ có bảo hành cho mình luôn. Tức là pin bên em thay là bên em sẽ chịu trách nhiệm với cái pin này luôn, tức là bên em sẽ bảo hành là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu như máy lỗi luôn. Đấy. Máy ở đây là Mỹ là bên ngoài nó hơi xấu một tí nhưng mà bên trong thì em vẫn sẽ bảo hành cho mình là một đổi một trong vòng 3 tháng, tức là trong quá trình sử dụng. Nếu như máy sản xuất lỗi do nó có lỗi do nhà sản xuất thì bên em sẽ bảo hành hết. Con này nó sẽ là phiên bản Nhật nha. Nó đang chạy iOS sẽ là iOS 15.8 nè. Bộ nhớ 32GB máy quốc tế chuẩn nha mọi nha, iPhone 7G nha. Nó là full chức năng. Đấy, em bán ra thanh lý là chỉ có 1 triệu mốt cho máy trần, còn quý khách hàng lấy thêm phụ kiện cộng giúp em là 100 ngàn thôi. Con này là pin thay mới nha. Pin thay mới, con này khi em thu về là nó khá là bị xước nhăm với lại cũng như là nó bụi bặm á. Thì bên em cũng đã vệ sinh, nói chung là sạch sẽ, ok hết luôn và thay pin mới cho quý khách hàng luôn, test full chức năng rồi mới bán ra lại nha. Đấy. Mặc dù là nó hơi trầy xước nhưng mà chức năng của nó vẫn rất là ok nha, với mức giá chỉ có 1 triệu mốt thôi, iPhone 7G ha. Và một trong những cái dòng máy mà bên em cũng vừa mới cập bến ở đây thì đó là dòng Redmi Note 13 Pro nha mọi người nha. Dòng này á, thì hiện tại em sẽ có được 3 phiên bản màu cho quý khách hàng, đó là mã màu đen, mã màu xanh và mã màu tím, tức là đầy đủ mã màu cho mình lựa chọn luôn. Máy thì ở đây nó sẽ là máy mới hoàn toàn nha, bên em về kích hoạt và cập nhật sẵn cho mình luôn. Phụ kiện bên trong thì bên hãng nó sẽ tặng kèm cho mình một que lấy sim nè, sách hướng dẫn và một chiếc ốp lưng nha mọi nha. Đấy, đó là cái combo phụ kiện của nó. Tiếp đến thì sẽ là máy nè, và bên trong dòng này thì nó sẽ có kèm theo cho mình đó là một bộ cốc cáp sạc 67W nha mọi nha. Đây, một bộ cốc cáp sạc 67W. Đây là tất cả những cái combo phụ kiện mà bên hãng người ta sẽ tặng kèm cho mình khi mình mua kèm máy nha. Ở đây thì nó sẽ có được 3 phiên bản màu cho đợt này em về, đó là mã màu đen nè, màu đen bóng nè, màu xanh và màu tím. Và trong đó thì cái mã màu tím thì nó được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng, thì trong trong những cái lô trước em về thì khách hàng đa số là chọn màu tím. À, màu tím này nè, tại vì cái màu tím thì như cảm giác của em thì em vẫn thích màu tím nha. Đấy, mình nhìn nó khá là đẹp ấy. Còn muốn trẻ trung năng lượng hơn thì mình sẽ chọn màu xanh. Còn nếu mình muốn nó đơn giản hơn, tức là nó không có quá 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 chói này kia thì mình chọn mã màu đen. Đấy, cho những khách hàng không thích kiểu như là không thích màu mè. Đấy. Màu xanh nè, màu tím nè. Bên em thì ở đây thì như cảm nhận của em thì em sẽ thấy màu xanh và màu tím thì nó sáng, tại vì thực chất nó có thể là cho tuổi mình nhỏ mình sẽ thích cái màu nó trẻ trung một tí. Dòng này thì nó cấu hình nó rất là mạnh nha mọi nha, cấu hình rất là mạnh, kể cả ba mã màu thì đều đồng giá luôn. Bên em đang bán ra là 4.900.000. Đây là phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ 128GB nha, RAM 8 bộ nhớ 128. Dòng này là mới mới hoàn toàn nha mọi nha, lưu ý cho em đây là phiên bản mới hoàn toàn nha. Dòng này nó hỗ trợ cho mình là sạc Type-C, sạc lên nó là 67W nha. Con chip con này thì khỏi chê luôn, con chip dòng này thì rất là mạnh nha. Con chip này là chip Snapdragon 7S Gen 2 8 nhân. Con chip này nó cho mình chiến game hay là xử lý ứng dụng một cách cực kỳ mượt mà và nhanh luôn. Và đặc biệt trên những cái dòng cao cấp này á, mà nó vẫn giữ cho mình được cái jack tai nghe 3.5 khá là tiện lợi. Thì chứ bây giờ cái jack 3.5 đa số người ta sẽ bỏ đi, những cái dòng máy mới ra bây giờ nó đa số nó bỏ cái jack 3.5. Nhưng con này vẫn giữ được cái jack 3.5 cho mình nghe những cái dòng tai nghe dây á, rất là tiện nha mọi nha. Ở trong cái thông số cài đặt thì gần như là nó sẽ hiển thị cho mình là đầy đủ thông tin luôn. Đây, Redmi Note 13 Pro nè. Phiên bản này là phiên bản Android 14 nha mọi nha, tại vì những dòng này là những dòng đời cao. Bộ nhớ nó sẽ lên đó là 128GB. Thông số chi tiết nhà chip Snapdragon 7S Gen 2, CPU sẽ được là 8 nhân. RAM thì sẽ là RAM 8 cộng 4 nha mọi nha, RAM 8GB cộng 4. Pin con này thì pin nó sẽ được là 5001 và cái độ phân giải của con này nó sẽ lên đó là 1K5 luôn nha mọi nha. Camera sau thì sẽ được là 200 megapixel cho camera góc rộng này, nó sẽ được là 200 megapixel nha. Đấy, cam sau này và đây là mức hiển thị của cam trước nha. Nói chung là rất là nhanh nhạy và mượt luôn, nói chung dòng này rất nhanh nhạy và mượt nha. Khung camera này 200 megapixel cho camera góc rộng nha. Đấy, rất là ok luôn. Màn con này thì nó sẽ là màn AMOLED, độ nhạy của nó sẽ được là 120Hz nha mọi nha. Những con này về chiến game là thoải mái luôn. Nói chung là dòng này thì em về thường xuyên và em cũng đã giới thiệu về những cái dòng này rất là nhiều rồi, cho nên nhiều lúc cũng không có giới thiệu lại chuyên sâu. Thiết kế vuông nha mọi nha, Redmi Note 13 Pro. Dòng này thì hiện tại mà phiên bản 8 lên 128 thì thị trường nó bán khoảng tầm 7 triệu 8, 7 triệu 9 vậy. Thì tại vì cái mức đợt vừa rồi là nó có một cái đợt khuyến mãi online á, là nó sẽ rẻ hơn được khoảng tầm 400 ngàn á. Nhưng mà so với những cái dòng máy mà bên em bán ra đây thì nó vẫn rẻ hơn. Nhưng cây này nó vẫn rẻ hơn khoảng tầm 3 đến 4 triệu đồng nha mọi nha. Khoảng tầm 3 đến 4 triệu đồng. Còn phiên bản RAM 12GB thì đợt này bên em không có nha. Đợt này em không về được bản RAM 12GB. Đợt tới thì có thể là có được bản RAM 12GB nha. Đấy.
còn đợt này thì không có. Đợt lô tiếp theo của Redmi Note 13 Pro thì sẽ rơi vào khoảng tầm ngày 10 tháng 10 là sẽ có thêm một lô nữa nha mọi người nha. Ngoài những cái dòng mà em có giới thiệu cho quý khách hàng nãy giờ thì những cái dòng mà máy giá rẻ như là hàng iPhone 12 này thì bên em vẫn có nha. iPhone 12 thì hiện tại bên em nó chỉ có mức giá là 6.850.000 thôi, iPhone 12 thường nha mọi người nha. Dòng này thì bộ nhớ sẽ là 64GB ha, và đầy đủ phụ kiện nha mọi người nha. iPhone 12 Pro Max phiên bản 512GB em về thêm được mã màu xanh, xanh rêu với mức giá sẽ là 12.800.000 nha mọi người nha, 12.800.000. iPhone 15 Pro Max 13 thì em không có làm ha, 14 hiện tại em cũng đang hết. iPhone 15 Pro Max phiên bản màu Titan. Đây, iPhone 15 Pro Max 256GB hiện tại bên em nó đang mức giá sẽ là 22.400.000. Đấy, 15 Pro Max nha mọi người nha, nó cũng là hàng chính chính thôi. Thật chứ những bản này nó đều là hàng chính chính hết, mã Mỹ nha mọi người nha, 15 Pro Max. Những cái dòng như là Oppo Reno 6 Pro á, thì dòng này em cũng đã có giới thiệu với quý khách hàng nhiều rồi. Dòng Reno 6 Pro thì hiện tại bên em sẽ có được phiên bản RAM 12 bộ nhớ 256GB với mức giá hiện tại bên em đang bán ra thì sẽ là 4.100.000. Dòng này là màn hình của nó sẽ là màn AMOLED nha, màn hình cong cảm biến vân tay trong màn luôn. Đấy, thiết kế mỏng nhẹ nha mọi người nha, cực kỳ mỏng nhẹ luôn, 4.1 triệu. Reno 6 Pro phiên bản 5G và máy 12GB bộ nhớ 256GB nha. Bản 8128 thì em cũng sắp có rồi nha mọi người nha. Những cái dòng như là Samsung Galaxy Note 20, Note 20 mà hàng zin đẹp ken 99 á, những bản này bên em hiện tại nó đang là 5.350.000 nha mọi người nha. Những hàng xước phẩy thì nó sẽ là 5.050.000. Đấy. Reno 5 Pro thì em sẽ còn được mã màu xanh, thật chứ Reno 5 Pro em chỉ còn được mã màu xanh thôi. Reno 5 Pro 5G, mã màu xanh, RAM 8, bộ nhớ 128GB, hàng full box với mức giá hiện tại bên em đang bán ra là 3.300.000 nha. Thì quý khách hàng ở xa mình mua hàng, mình cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình giúp em, đó là 0971172105 nha. Bên em thì chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này thôi. Mình mua hàng cứ gọi trực tiếp số điện thoại để gặp trực tiếp em. Hoặc nếu mà như mình muốn nhắn tin trao đổi, có thể nhập số điện thoại của em vào Zalo thì có thể là tiện trao đổi hơn nha. Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa này của em nha.